Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Trung Trần sẽ quay cận cảnh Legion 5 Pro phiên bản 2023. Đây là phiên bản chạy chip Ryzen 7 7745HX, RAM 16GB, ổ SSD 1T và card sẽ là card đồ họa RTX 4060 8GB và màn sẽ là màn 2.5K 240Hz. Thì đây là máy sẽ ship code cho anh Thanh Long ở Bình Định. Vâng, Thanh Long thì máy sẽ full box này nhé. Đó. Thì tất cả các máy này thì chúng Trần đã test cho anh và kiểm tra cho anh con nghẹt hết rồi. Bây giờ em sẽ quay cho anh bên trong máy. Đây là sách vở của đi kèm. Legion 5 Pro là dòng máy laptop gaming cao cấp, gần như là full kim loại, cực kỳ chắc chắn. Máy sẽ có cân nặng là 2,5 kg, 2,55 kg. Đây nhá. Máy này bên em đã bóc ra và kiểm tra test kỹ cho anh rồi. Bây giờ em quay để cho anh xem cụ thể về hình thức bên trong được. Lát nữa em sẽ lau hết cả các cái một các cái vân tay mà bên em có chạm vào. Đây là vỏ kim loại cho nên mình chạm nhẹ một cái nhưng nó để lại một cái tay cho nên mình dễ lau được. Đây, máy này thì của anh sẽ có Celeron. Đây, Celeron của 4 số cuối sẽ là V0IC anh nhé. 4 số cuối là V0IC, Y dài C. Đây là đi dừng lại rồi. Phiên bản này thì Trung Trần đang bán với giá cực kỳ tốt. Chúng ta đang bán với giá cực kỳ tốt. Đây. Trước khi quay clip thì em đã cài cắm test cho anh kỹ hết rồi. Đây là phiên bản Ryzen, phiên bản tiết kiệm. Các cổng của nó đây, cũng full cổng hết luôn. Riêng dòng Legion này anh thấy là đầy đủ hết các cổng. USB tay A này, jack tai nghe 3.5 này. HDMI đầy đủ này. Hai cổng USB tay A ở dưới này này. Đây là cổng tai C này, đây cổng LAN này. Đây là cổng nguồn đấy nhá. Bên này thì sẽ là có cổng cũng là USB tay A luôn. Và đây là cổng tai C luôn. Phiên bản này thì Trung Trần đang bán cho anh với giá hiện tại bây giờ chỉ có 33.500.000, giá cực kỳ tốt. Bàn phím có đèn nền đầy đủ. Logo Legion. Em đã cài hết tất cả Win đầy đủ cho anh, Win bản quyền Active theo máy. AI Photoshop tất cả các thứ cho anh luôn. Đây là cấu hình của máy nhé. Đây là card đồ họa nhé, chạy card RTX 4060 luôn. Đó. Còn đây là CPU nữa. 8x16 luôn. Ryzen 7 7745HX. Còn đây sẽ là RAM của máy nhé. Máy sẽ được lắp 16GB RAM nhé. 16GB RAM đây. 16GB RAM. RAM con này chạy được RAM DDR5. DDR5 rồi. Đây là màn hình của máy. Full HD. Kéo xuống. Đây là màn 2.5K. Có tần số quét lên đến 240Hz.
Đây là ổ máy nhá. Ổ mã này thì đang chạy ổ Samsung NVMe PCIe tốc độ cao, có dung lượng là lên đến 1 terabyte. Đấy. Đây là RAM này. Đang lắp là hai slot RAM, mỗi slot là 8 GB chạy song song. Đấy. Sẽ lắp hai thanh 8 GB chạy song song, bớt là 5.200 MHz. Người đây là 5. Vây lọc nhé, thì trung tâm sẽ tiến hành cài đặt, đóng thùng xốp và gửi đến Viettel Post giao hàng đến tận nhà cho anh. Ok nhé.